trường phổ thông trung học Trực Ninh, tiền thân là trường cấp 3 C Hải Hậu, được thành lập từ năm 1976. Trường thành lập sau đất nước vừa giải phóng và thời kỳ đầu của 7 xã miền D sát nhập với Hải Hậu, cho nên giai đoạn lịch sử đó nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Trường khai giảng bắt đầu chỉ có hai khẩu hiệu: say lòng du khách đi đường, dừng chân đứng lại ở phương địa nào, bãi dâu trực thái đẹp sao, người đông chảy hội đào ao vượt nền. Xây nhà ngói mới dựng lên đỏ rực một góc một miền Trực đây, cổng cao hơn hẳn trường Tây, con em 7 xã về đây học hành. Trường giai đoạn đầu do thầy Trần Văn Bưu làm hiệu trưởng, thầy Đặng Như Yên là hiệu phó, về sau thầy Nguyễn Văn Thuần, thầy Trần Văn Tú là hiệu phó kế tiếp những năm sau. Nhà trường được xây dựng trong lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân 7 xã, đặc biệt là Chủ tịch Tước, người Trực Ninh về làm Chủ tịch Hải Hậu, đã dành cho nhà trường những ưu ái đặc biệt, cho đất và tạo cơ sở vật chất. Tuy ban đầu nhà cấp 4 được khang trang, những năm đầu nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, cho nên nhà trường phát huy sức mạnh và sự đóng góp của nhân dân đã xây trường bằng cái xã hội hóa ngay từ bấy giờ. Trong những năm đó nhà trường phải tự lực cánh sinh, học sinh lao động để có cái thu nhập thêm để tăng chi phí nhà trường. Vì nhà trường lúc đó chủ yếu là nhà nước chỉ cung cấp cho tiền lương và cho một chút vật liệu để xây dựng nhà trường. Còn phụ huynh học sinh và cái lao động của nhà trường để tạo nên một cái cơ sở vật chất để hàng năm để tu sửa nhà trường ngày càng phát triển. Thường xuyên đi lao động lấy đất cho xí nghiệp gạch Trực Cường, mỗi năm chuyển cho xí nghiệp khoảng mấy nghìn khối đất để xí nghiệp làm gạch, nhưng nhà trường lấy một số tiền thu nhập để chuyển vào nhà trường. Hay cái quan hệ giữa nhà trường với địa phương Trực Thái, nhớ một năm kỷ niệm đất cang Trực Thái không thể cày được, máy cày cũng không cày được, cho nên nhà trường đã nhận với Trực Thái 21 mẫu và các em học sinh đã bẩy 21 mẫu trong một ngày, cái lao động ấy hơn cả một máy T54. Quan hệ lúc ấy là lao động VAC, sản xuất lao động học tập liên kết để tạo ra một cái của cải. Còn thành tích học tập của nhà trường thì em Nguyễn Xuân Sắc là học sinh giỏi cấp trung ương, và các nhiều cơ sở giáo dục của nhà trường, tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa được khen thưởng. Những thành tích đó là của nhà trường là một sự cố gắng vượt bậc của thầy giáo, học sinh, của phụ huynh, nhân dân ở miền Trực Đại. Chúng tôi thế hệ hôm nay 40 năm về kỷ niệm nhà trường, thấy nhà trường khang trang, sạch sẽ là một niềm vui lớn của các thầy giáo hưu và thế hệ anh em chúng tôi. Cái mong muốn đất 20 hecta 7 nhà trường đã xây dựng và để nguyên cơ sở chỗ để đặt ngôi trường 3 tầng chính cổng. Và đến nay thì từng lớp lớp các thế hệ đã phát huy được truyền thống nhà trường thành một trường lá cờ đầu tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Đó là niềm vui của các thầy giáo chúng tôi, và mong sao các thế hệ các em về sau tiếp tục phát huy truyền thống tốt hơn nữa để giành được những giải mà Quốc hội, nhà nước, chính phủ trao tặng. Chúc nhà trường 40 năm ngày càng phát triển.